Ở Hozo Superfest 2024 của Liên hoan âm nhạc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần 4, ca sĩ Mỹ Tâm sẽ là nghệ sĩ biểu diễn chính. Tổng đạo diễn Huy Tuấn cho biết, Mỹ Tâm sẽ là giọng ca chính tại một trong ba đêm nhạc của sự kiện từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12 diễn ra tại trục đường phố đi bộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi, quận 1. Nhạc sĩ cho rằng mời được ca sĩ Mỹ Tâm là một trong những thành công của lễ hội năm nay. Những lần trước, ban tổ chức từng vài lần thuyết phục nhưng cô không sắp xếp được lịch làm việc. Sở hữu giọng hát nội lực, kỹ thuật trình diễn điêu luyện cùng lượng người hâm mộ đông đảo, Mỹ Tâm hứa hẹn sẽ khuấy đảo sân khấu Hozo Superfest 2024 với những ca khúc nổi tiếng, mang đến những tiết mục dành riêng cho lễ hội lần này. Hozo 2024 được tổ chức bởi ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm ca nhạc nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty cổ phần Beyond Communication phối hợp thực hiện, với sứ mệnh kiến tạo nên một thương hiệu văn hóa nghệ thuật tầm cỡ quốc tế cho Thành phố Hồ Chí Minh. Hozo Superfest 2024 sẽ đón hơn 100 nghệ sĩ quốc tế đến từ Mỹ, xứ Wales, Scotland, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc với những màn trình diễn đặc sắc trong 3 ngày. Hozo tổ chức lần đầu năm 2019 với dàn ngôi sao trong và ngoài nước. Sau 2 năm gián đoạn vì dịch, năm 2022, sự kiện trở lại với quy mô lớn, thu hút 150.000 khán giả ở hai địa điểm phố đi bộ Nguyễn Huệ quận 1 và công viên cầu Thủ Thiêm 2 thành phố Thủ Đức. Năm ngoái, ba đêm diễn thu hút khoảng 200.000 người tại sân khấu tuyến đường Lê Lợi Nguyễn Huệ. Sự kiện từng đoạt giải chuỗi chương trình của năm tại Cống Hiến năm 2020 và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng khen chương trình live show ca múa nhạc nổi bật nhất năm 2022.